Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Liệu rằng anh em có biết muốn học được Tam Thiên Lôi Huyễn Thần khó đến mức nào? Tại sao toàn bộ Trung Châu chỉ có 4 người học được và người giỏi nhất lại không phải là Lôi Tôn Giả? Tiêu Viêm bị Phí Thiền truy sát chủ yếu vì đã đánh bại 4 vị trưởng lão của Phong Lôi Các, cướp đi Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Bộ công pháp này được coi là báu vật chấn phái của Phong Lôi Các. Ngoài đại tứ thân truyền của Phong Lôi Các, không ai khác có thể sở hữu công pháp này. Thực ra đây chính là một địa giai cao cấp đấu kỹ được truyền từ thời viễn cổ. Một khi tu luyện đến mức cực hạn, công dụng của nó thậm chí có thể sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Vậy vấn đề ở đây là học Tam Thiên Lôi Huyễn Thần khó đến mức nào mà toàn bộ Trung Châu chỉ có 4 người học được? Hãy cùng LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên, Phí Thiền. Người đầu tiên thi triển Tam Thiên Lôi Huyễn Thần không ai khác chính là Phí Thiền, các chủ Bắc Các. Khi mà Phí Thiền xuất hiện lần đầu, thực lực của ông đã đạt tới bát tinh đấu tông, thêm vào đó là sự gia trì của Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Tiêu Viêm thẳng thắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Phí Thiền. Cách duy nhất để chiến thắng Phí Thiền chính là sử dụng Hủy Diệt Hỏa Liên. Phân thân của Phí Thiền cũng rất mạnh. Thiên Hỏa Tôn Giả cho Tiêu Viêm biết rằng phân thân này có thực lực lục tinh đấu tông. Thực tế Phí Thiền chưa tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thần đến mức cực hạn. Công pháp này chia làm 3 cấp độ, nhập vi, đăng đường và đại thánh. Ở mức đại thánh, phân thân có sức mạnh bằng với bản thể. Chỉ cần bản thể không chết, phân thân cũng bất diệt. Phí Thiền đã tu luyện đến mức đăng đường, vì vậy phân thân chỉ đạt tới lục tinh đấu tông chứ không phải là bát tinh đấu tông. Thứ hai, Lôi Tôn Giả. Ngoài Phí Thiền, Lôi Tôn Giả các chủ Phong Lôi Các đương nhiên cũng biết Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Lôi Tôn Giả có thực lực tam tinh đấu tôn, từ việc tu luyện công pháp đến cấp độ đấu kỹ, tu vi của ông chắc chắn cao hơn Phí Thiền. Chỉ là Lôi Tôn Giả xuất hiện trong câu chuyện về sau, với tư cách là các chủ của Phong Lôi Các, chúng ta có thể đoán rằng ông đã tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thần đến mức cao hơn cả Phí Thiền. Tuy nhiên đối với Tiêu Viêm sau này, dù là cường giả tôn giả cũng chỉ như kiến hôi. Lôi Tôn Giả chỉ là ví dụ điển hình. Ông ta dù sử dụng Tam Thiên Lôi Động cực hạn để chạy trốn cũng không có tác dụng. Tiêu Viêm chỉ cần duỗi thêm một cái đã dễ dàng nghiền nát tam tinh đấu tôn. Thứ ba, Tiêu Viêm. Người thứ ba học được Tam Thiên Lôi Huyễn Thần chính là Tiêu Viêm. Bộ đồ kỹ này rất là huyền diệu, dù có đủ 4 cuộn cũng không thể nào tu luyện được vì thiếu một chìa khóa linh hồn. Sau khi Tiêu Viêm phá hủy phân thân của Phí Thiền, tình cờ anh ta đã lấy được chìa khóa cuối cùng và đã bắt đầu tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Tuy nhiên công pháp này cực kỳ khó tu luyện, một trong những điều kiện chính là phải luyện Tam Thiên Lôi Động đến mức cao nhất, sau đó tạo ra phân thân lôi ảnh và gắn vào linh hồn, thành công mới có thể tạo ra lôi ảnh phân thân. Tốc độ bên trong phim hoạt hình rất là nhanh, thế nhưng trong tiểu thuyết Tiêu Viêm đã luyện tập rất lâu mà không thành công. Trong phần phim hoạt hình, phân thân của Tiêu Viêm chỉ có thực lực đấu linh, thế nhưng với tư cách là nhân vật chính, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thần đến mức siêu cực hạn ở trong tương lai. Do đó, người học giỏi nhất chắc chắn chính là Tiêu Viêm. Ngoài hào quang của nhân vật chính, Tiêu Viêm còn là một luyện dược sư, linh hồn mạnh mẽ cũng là cơ sở quan trọng để tu luyện. Thứ tư, Phượng Thanh Nhi. Người cuối cùng học được Tam Thiên Lôi Huyễn Thần chính là Phượng Thanh Nhi, thiên kiêu của Phong Lôi Các. Tiêu Viêm gặp Phượng Thanh Nhi lần đầu tại Thiên Mục Sơn Mạch. Ngoài vẻ đẹp và sức mạnh, điểm nổi bật nhất của Phượng Thanh Nhi chính là sự kiêu ngạo. Cô ta từ đầu đã coi thường Tiêu Viêm, thế nhưng sau đó lại bị Tiêu Viêm áp đảo. Tại đại hội Tứ Phương Các, Phượng Thanh Nhi thách đấu với Tiêu Viêm và thất bại. Phượng Thanh Nhi đến từ Thiên Yêu Hoàng tộc, với sự gia trì của huyết mạch Thiên Yêu Hoàng đã giúp tốc độ của cô vượt xa người thường. Do đó Phượng Thanh Nhi có lợi thế khi mà tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thần, nhưng sau khi học được Tam Thiên Lôi Huyễn Thần cũng không có nhiều tác dụng. Vì thực lực của bản thể không bằng Tiêu Viêm, dù tạo ra phân thân cũng không thể nào mạnh bằng Tiêu Viêm. Ngoài 4 người trên, Trung Châu không có ai khác học được Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Lý do cho kết quả này có rất nhiều. Một phần chính là do đấu kỹ rất là khó tu luyện, phải luyện Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn mới chỉ là cơ bản. Mặt khác là do sự hạn chế của đấu kỹ. Ngoài Phong Lôi Các, các đấu giả khác không thể nào tiếp cận Tam Thiên Lôi Huyễn Thần nên không thể nào luyện tập. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.